Con hỏi bà đi, tại con thấy bà là lớn tuổi nhất ở trong đây nè, chào bà nha. Rồi, dạ. Chào con nghe, cảm ơn nha. Tôi nhớ hồi xưa tôi giống mày đi với bà sáu khủng. Dạ. Đúng không? Dạ, bà tên gì mấy vậy bà? Bà tên gì mấy mấy? Bà dì ba, dì tên bé một. À, dì ba ha, mà tên là bé một. À. Dì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. 70 rồi. Mày nói rằng lớn lớn. À, vậy đó hả dì? Và hôm nay dì đến đây nhận quà, dì đi với ai? Dì đi xe đò. Đi xe đò hả? Không ai chở gì hết hả? Không, dì đâu có con, nhỏ tới lớn. Gì đâu có cô có gì hả gì sống mình dạ mày sống mình 70 tuổi mừng dữ lắm đó còn mừng lắm hả rồi. Dạ hồi lúc trẻ gì làm gì hả gì đi đi làm cho người ta làm mướn hả gì đi ở cho người ta đi làm giúp việc cho người ta bà Út Đào dạ mẹ chết 43 tuổi đi làm cho người ta cái gì Út Đào chết rồi tới chị hai tao chết thì mới về nhà dạ. Bây giờ lớn tuổi rồi chắc là không có đi làm gì được nữa đâu hả gì làm, dạ rồi còn có sức khỏe không hay là đồ, cũng hay bị bệnh không có đau ốm vậy cũng mừng cho dì nhiều quá dạ hôm nay đến nhận quà chắc là vui lắm hả gì mừng lắm dạ tụi con cũng rất là mừng luôn phần quà này là của bác Tiến nè rồi anh Phú với lại bác khoan phần quà là của ai vậy anh dạ phần quà hôm nay là của bác Tiến nè anh Phú với lại chị Trung gửi đến cho dì nha thì con cũng chúc cho dì sức khỏe lúc nào cũng vui vẻ nha dạ rồi dạ không có gì lắm đó nghe dạ dạ rồi dạ rồi dạ rồi con đi nha con hỏi thăm thêm một hoàn cảnh nữa con đi xuống dưới đây đi ha con gặp ông con hỏi ông luôn đi ha ông ngồi cuối cùng con chào ông nha dạ ông tên gì thứ mấy vậy ông cái mười ông mười ông út mười ha dạ ông út mười nhà gần đây không dạ trên bến đò thì đâm nè trên bến đò một chút xíu dạ là nhà rồi được mấy thành viên vậy ha ông út dạ có hai chồng già hai vợ chồng già dạ rồi bây giờ lớn tuổi rồi mình có đi làm gì được nữa không vậy ông chạy xe đò chạy xe ôm á xe ôm con bà ở nhà làm gì vậy ông bà đào con không biết là bà út bị bệnh sao vậy ha ông đủ từ bên trên á đủ thứ bệnh hết nha đường quá trời dạ. Mình có con cái gì đông không ông út có mà nó ở riêng không ở riêng hết rồi với mức thu nhập hàng ngày mà ông út chạy xe ôm đó có đủ để mà lo cho hai vợ chồng không ngày nào sống ngày nấy được dạ, ngày nào sống ngày nấy thì được nhưng mà những lúc mà đau ốm thì không đủ mệt à. Dạ hôm nay á ông đến đây nè ông ngồi đây một chút xíu thì ông sẽ được nhận một cái phần quà kèm theo đó là một phong bì là 50.000 đồng nữa thì con không biết là cảm xúc của ông như thế nào khi mà được nhận quà ha ông có vui không tài trợ. Dạ, con cũng chúc cho ông luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ nha. Dạ, ông ngồi đây một chút xíu thì ông sẽ được nhận quà ông nha. Dạ, dạ, con chào ông ạ. Dạ. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bác Tiến, anh Phú và chị Trung hỗ trợ 100 phần quà cho 100 bà con nghèo, bà con cận nghèo đang gặp khó khăn ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay rất là vui mừng luôn các bạn ơi khi mà bà con đến đầy đủ phần quà hôm nay mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho bà con bao gồm có những cái phần quà sau đây. Thứ nhất là bà con sẽ được một cái bao gạo như thế này 5 kg nha. Gạo này là gạo rất là ngon luôn, bà con ăn một lần là sẽ ghiền đó. Tiếp theo là bà con sẽ nhận được một thùng mì nè, một chai nước tương, tổng 3 cái phần quà này trị giá là 150.000 đồng. Ngoài ra thì bà con còn rất là vui luôn khi mà được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm mỗi người một phong bì như thế này trị giá là 50.000 đồng. Bây giờ thì con cũng xin bốc lộn xộn một phong bì ra cho các bạn xem nha. Cái nào cũng có 50.000 hết. Em dạ. Bốc thì bốc dạ. Mở ra cho mọi người cùng xem à. Dạ, cho con người chàng vỗ tay nha. Rồi, ngày hôm nay thì nhóm tụi con thật sự rất là vui mừng luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bác Tiến, anh Phú và chị Trung hỗ trợ cho bà con 100 phần quà, trong đó là bao gồm có một bao gạo, một thùng mì, một chai nước tương kèm một phong bì là 50.000 đồng. Con cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân chúc ba cho bà con lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ, rồi mình cố gắng mình làm ăn thật là nhiều tiền để mà mình vươn lên được thoát nghèo nha bà con. Dạ.
Ngày hôm nay thì phát quà chung với lại tụi con, có đây là anh Thông, là trưởng ấp, cũng đứng để mà phát quà chung với tụi con nha. Mong cho các bạn thông cảm, như là mạnh thường quân thông cảm, là tại vì đang là mùa dịch nên là tụi con chia ra hai đợt phát. Đợt đầu tiên ở đây là top 1 và là khoảng 50 người ạ. Bây giờ con cũng không để bà con để lâu nữa, con xin phép được phát quà. Dạ rồi, vô cái này lại đi chị ơi. Vô cái phần quà này lại cho mấy. Bà ơi, bà lên đây với con nè, bà ơi. Dạ. Chị. Rồi, con thay mặt cho bác Tiến, anh Phú và chị Trung gửi cho bà phần quà nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu. Rồi, đã con xíu nha bà. Chắc anh bê phụ bà nha. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con ăn. Dạ, không? Dạ rồi. Từ từ nha bà. Đây, anh tiếp bà nè. Rồi, anh tiếp bà xuống dưới nha. Dạ. Tôi đây nha, chào chị nha. Rồi, Mạnh Thường Quân chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Cảm ơn. Dạ, em mời chị ạ. Dạ. Rồi, con chào cô nha cô. Cảm ơn. Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ rồi. Cô ạ. Dạ, con mời cô. Đây. Bác Tiến, anh Phú và chị Trung gửi quà cho cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, con xin mời ạ. Có thể truyền quà giùm không ạ? Đây. Cảm ơn luôn. Dạ, không có gì, con mời cô. Dạ. Đây là chú. Dạ, bác Tiến, anh Phú và chị Trung gửi quà cho chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe, con mời chú. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ, đây con gửi. Con mời bà. Dạ. Thiếu nè. Dạ, đây, bác Tiến, anh Phú, chị Chu chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, cầm phiếu giùm con nhé. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà qua đây nhận quà nữa nè. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đây. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Đây con gửi cho bà nha. Tiếp bà giùm nha. Con nhận quà con gái. Có rồi hả? Rồi, chúc con nhiều sức khỏe nha. Hai bà cháu, hai phần quà. Đây bà ơi. Dạ. Rồi. Con chúc chú nhiều sức khỏe. Chú ở đây nhận quà nha. Để đây. Dạ. Con chào bà nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà ơi. Dạ. Đây con gửi bà nha. Chào bà. Rồi. Bác Tiến, anh Phú và chị Trung chúc bà nhiều sức khỏe nha. Chúc quà tiền của bà nè, con để đây cho bà nha. Dạ rồi. Dạ. Từ từ nha bà chứ. Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, không có gì ạ. Dạ. Đây, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, con mời bà. Đây. Bác Tiến, anh Phú và chị Trung chúc bà nhiều sức khỏe. Đây. Đây rồi, ra đây với con. Dạ. Con chào cô nha. Đây, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô ơi. Đây, con gửi cô nha. Dạ, không có gì. Không thấy đường. Dạ rồi. Phụ đi chị ấy, không thấy đường anh ơi. Con qua của chị anh này bê giùm nha. Đây, chị đi theo nha. Dắt xuống giùm anh ơi, không thấy đường. Dạ. Chào con trai nha, con giỏi quá. Đây, gửi cho con. Dạ, cảm ơn. Kẹp vô đây nè, rồi mời con. Dạ. Rồi. Chưa cái đó mà. Bác Tiến, anh Phú và chị Trung chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, con xin mời ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú ơi. Dạ, không có gì đâu chú, con mời chú. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con xin mời cô ạ. Bà ơi, bà có cầm nổi không? Bà có bê được không? Bà cầm được không? Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ, con mời bà. Đây, bác Tiến, anh Phú và chị Trung gửi cho em. Giỏi. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô ơi. Dạ, con xin mời ạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Chào ông, chúc ông nhiều sức khỏe nha ông ơi. Rồi ông lên đây, Ngân đứng sát bên đây nè. Con lấy phần này cho nó gom vô trong. Khen ơi. Rồi con chào bà, đi ra đây đi bà. Khoan lên. Không mời. Dạ bà già bà đi ra đây đi ạ. Rồi, quà của bà đây. Anh ơi đứng ở trên đây phụ giùm đi ạ. Rồi con chào bà nha, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ đây con gửi cho cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Từ từ lại chị ba ơi. Con chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe nha con. Đây. Đây, bác Tiến, anh Phú và chị Trung chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây, chúc
chúc chị sức khỏe nha. Rồi. Dạ không có gì. Anh ơi, bay phụ giùm. Phụ phụ con giùm em. Rồi, cảm ơn nha. Đây, sắp xuống dưới cho cô đi. Đây, cảm ơn. Rồi, cô qua đây với con nha. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, cô qua đó nhận tiền nha cô. Đây, bác Tiến, anh Phú và chị Trung chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Khoan chị. Con chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Dạ, ông qua đây nhận tiền giùm con nha. Ông ơi, bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây. Đây, chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ. Đây, quà của chú. Rồi, con mời chú qua đây. Rồi, con trai, chúc con nhiều sức khỏe nha. Giỏi, con qua đây. Con chào bà. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe. Bà cầm được không? Bà qua đây nhận tiền nha. Rồi, chúc con gái nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi, con gái. Đây, tới con đây. Rồi, mời con. Dạ. Rồi. Dạ, mời chú qua đây nhận quà nha. Dạ. Rồi, con về. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, mời chú lên ngồi, Ngọc Khoan ngồi trước đi ạ. Ngồi trước giùm con đi. Dạ. Khoan ngồi đi ạ. Ngồi. Chị ba. À, các cô chú, anh chị, các bạn ơi, thì tiếp tục mấy chị em mình đã mời bà con ở đợt 2 đến rồi. Thì cũng thay mặt cho Mạnh Thường Quân là bác Tiến, anh Phú với lại chị Trung, mình sẽ phát tiếp đợt 2 ạ. Dạ, con chào cô nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, con mời cô đi xuống ạ. Con chào chú nha. Rồi, con mời chú ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Con chào cô. Đây, chúc cho cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Con mời cô. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ, con mời bà. Đây. Đây, của em đây. Giỏi. Đây, của cô ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con mời cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con mời cô. Dạ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, chúc mời chú ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, con mời ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, con mời ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ đây, con gửi cho chú nha. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, không có gì ạ. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Dạ. Đây, của cô đây ạ. Cảm ơn. Dạ, không có gì, con xin mời ạ. Con chúc ông nhiều sức khỏe nha ông. Dạ, con mời ông ạ. Con gửi ông nha. Đây, con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Con mời chú. Đây, của con trai. Nó cảm ơn cô. Giỏi, phải nói cảm ơn nha. Đây, của chú đây. Dạ. Chị ba ơi. Cảm ơn. Chậm chậm. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin mời ạ. Đây, của con gái. Giỏi, con qua đây nhận quà nha. Dạ, bác Phú ạ. Cảm ơn. Dạ, tặng cho con. Dạ, bác Tiến, anh Phú và chị Trung tặng cho bà nha. Cảm ơn. Dạ, con mời bà qua đây nhận tiền nha. Cảm ơn. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe, con xin mời ạ. Hết là phận rồi. Đây, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn con nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha, con xin mời nha. Cảm ơn con ạ. Đó đó, lại ăn tương. Ăn tương hả chú? Dạ rồi, chúc chú nhiều sức khỏe, con mời qua đây nhận quà. Dạ, gửi cho cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con mời cô đây ra đây nhận quà. Dạ, đây là cô. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Chú, mấy gì, mấy dạ, dạ, xin mời ạ. Con nha, chúc cô à. Con chào ông, chúc ông gì, ông có cầm được không? Được. Dạ, bác Tiến, anh Phú và chị Trung gửi cho ông. Dạ, đây, con cảm ơn ông. Dạ, con gửi cho ông nha. Rồi, cảm ơn ông. Mời ông ạ. Con chào chú, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Con mời chú. Con chào chú ạ, chúc chú nhiều sức khỏe, con mời chú nhận quà. Đây, của con gái, chúc con gái nhiều sức khỏe, xin mời.
Đây, cụ Khỉ chúc chị nhiều sức khỏe, xin mời ạ. Chúc con cảm ơn. Dạ, con giỏi lắm. Rồi, xin mời con. Chúc cô nhiều sức khỏe, dạ không có gì đâu cô. Rồi, bà đi từ từ thôi. Đây là mạnh thương gửi quà cho bà. Cảm ơn bà. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú ơi. Dạ. Dạ, đây, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, không có gì. Cảm ơn ông. Dạ. Đây, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Ở đây mình còn lại mấy phần nữa vậy ha? Còn cái số rồi. Dạ. Còn người kìa chị. Chúc cô nhiều sức khỏe. Đây. Đây con gửi cô nha. 2 4 6 mình còn 7 phần nữa. À, các cô chú anh chị các bạn ơi, bây giờ mấy chị em mình còn 7 phần quà nữa, mình sẽ tiếp tục đợi cho 7 bà con kia lại nhận luôn ạ. À. Dạ. Cô chú anh chị các bạn ơi, thì tiếp tục hai chú đã đến nhận quà rồi nè, bây giờ mình sẽ tiếp tục phát nha. Rồi con mời chú. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Rồi, cảm ơn. Dạ không có gì. Dạ, bác Tiến Anh Phú thì chị Trung gửi cho chú nha. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, dạ con mời chú. Dạ rồi con gửi còn 3 phần. Dạ, mình còn 3 phần nữa. Ở đây có một cái phần này chị ba. Cái chú mà chở gạo quá đó là dư một phần cho luôn. À vậy là cái vậy là chú chở gạo cho dư một phần là một bao gạo với lại hai chai nước tương. Thì mình sẽ cho bà con luôn. Để đây đi một xíu thôi, nhờ xã cho luôn. Ba phần quà cuối cùng thì ba bà con cũng đã đến rồi đó các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục là ba chị em tụi mình sẽ phát cho bà con dự về sớm nha. Dạ rồi. Hey, mời con. Dạ, cô trước đi nha. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Đây. Dạ cảm ơn. Dạ, không có gì, cô mời cô. Tiếp theo, chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Gửi con nha. Con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, con mời chú. Rồi, đây chú ơi, con gửi chú nha. Dạ. Anh Thông. Chú Thông ơi. Dạ. Con mời chú nha. Dạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì ba chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bác Tiến, anh Phú và chị Trung hỗ trợ 100 phần quà cho 100 bà con nghèo đang gặp khó khăn ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Rất là vui luôn. Ở đây có là chú Thông là đại diện cũng muốn gửi đôi lời đến Mạnh Thường Quân. Dạ, con xin mời chú nha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã đỡ một phần những quà là nhỏ cho những hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Dạ, cảm ơn. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây cũng xin chân thành cảm ơn bác Tiến, anh Phú và chị Trung rất là nhiều luôn vì đã giúp đỡ cho bà con một phần nào vượt qua khó khăn. Chúc cho bác Tiến, anh Phú và chị Tân và chị Trung luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và thành công ạ. Dạ, xin chào ạ, chào các bạn nha.